đi Sài Gòn này lúc đó Hằng mới có 14, 15 tuổi gì đó. Bắt đầu chuẩn bị cấp 3 lần lên đây rồi. Ủa mà mình ngày xưa mình đi Sài Gòn với ai? Mình đi mẹ rồi. Hồi xưa là trốn đi. Là bỏ nhà đi á? Bỏ nhà đi. Trời đất ơi. Lúc mà trốn đi rồi ấy, bà Hằng lên tìm, nói chung là tìm liên tục. Nhưng mà lúc đó là ba Hằng khá là khó, ba Hằng không có cho đi hát. Và ba Hằng đi qua tới công ty nha. Bắt về. Công ty hát ca sĩ đúng không? Hằng nhớ mỗi lần là Hằng quỳ xuống chân ba Hằng á, Hằng nói là tao cho con đi làm đi. Thì gì vậy? Nhà mình khó khăn quá. Cái nàng công chúa là Sophia, có nghĩa là em có đủ tất cả, nhưng mẹ vẫn cảm nhận con gái mẹ nó vẫn có một cái gì đó hẩm hiu. Cái anh Bin này hả, mọi lần đúng giờ lắm mà hôm nay đâu rồi? Thảo ơi, Thảo ơi, Thảo. Anh ơi. Trời ơi trời. Anh đi đâu, anh làm gì vậy? Anh đi đâu về mà anh thở dữ vậy? Đi bộ hả? Em nói với anh là lầu 23 đúng không? Dạ. Anh nhớ là lầu 13. Hay là đi bộ từ lầu 13 lên tới lầu 23. Đi bộ có 10 lầu thôi. 10 lầu mà hết nửa tiếng à? Đứng dậy lâu gì vậy? Lâu lắm luôn á. Mới nay gõ cửa thăm nhà ai? Thăm nhà một cái cô bạn giàu sao ta? Bạn này bạn là ca sĩ nè, bạn là diễn viên nè, bạn bây giờ là doanh nhân nè. Nhân rồi. Xong rồi bạn cũng là một cái super mom luôn. Super mom? Ừ. Super mom. Và quan trọng là đồng hương với em. Vậy hả? Thôi, nhưng mà đó không có ra đâu. Thôi bây giờ trước khi mình đến mình gõ cửa thăm nhà người ta thì mình phải chào khán giả cái nha. Rồi. Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình gõ cửa thăm nhà. Cốc cốc cốc. À. Ủa nhưng mà gõ cửa ai? Gõ cửa này nè. Đi thôi, nào tới rồi em chờ anh là. Có chuông này bấm không? Gõ cửa. Cái gõ cửa thăm nhà. Lần nào không bắt tôi gõ chứ à? Người đàn ông mạnh mẽ anh. Mạnh mẽ lên anh. Ủa? Trời đất ơi. Cái gì? Hồi nãy em nói là đồng hương của em. Rồi Super Mom. Sao nhỏ xíu vậy? Super Mom là mẹ của con bé. Anh này sao vậy? Sao Super Mom được? Ủa là ai? Là đâu rồi? Mẹ con đâu có? Ôi. Mẹ đâu? Kêu mẹ ra đi. Ok. Ôi. Yeah. Trà Ngọc Hằng. Ồ, thì là đồng hương của em hả? Đúng rồi, cũng trời ơi. Vậy hả? Ừ. Có đồng hương anh không? Không. Kế bên. Vẫn đồng hương cách nơi hả? Bên này Cà Mau. Đi Cà Mau. Ngoài. Còn con này là An Giang. Cũng được, cũng được. An Giang tặng quà Cà Mau đi. Thôi. Thay mặt sao mẹ An Giang. Gửi tặng 69 Cà Mau. Trời ơi. Đây. Cảm ơn anh nha. Cảm ơn chú con. Cảm ơn chú. Ừ, bắt tay các bạn. Yeah. Trời ơi thương quá, chắc phúc gì luôn quá. Mẹ anh. Hôm nay là Thảo và anh Bin có mặt trong ngôi nhà rất là xinh đẹp của bạn Trà Ngọc Hằng. Hôm nay mình được vinh hạnh là người bắt đầu chương trình, bắt đầu nói chuyện. Tại vì bạn Hằng á, là đặc biệt là đồng hương của Thảo, là cùng quê Cà Mau. Ở miền Tây. Anh thấy con gái Cà Mau ai cũng đẹp không? Đúng. Đúng xanh thơ. Đúng mà, đẹp thiệt mà. Mình nói cư vậy anh? Trời, Cà Mau đẹp thiệt mà. Thiệt, đẹp thiệt. Chết. Nhưng mà bây giờ mình đĩa qua bên kia kế bên thấy à, cô bé kia là coi như là nổi bật nhất luôn á. Xin chào bạn nhỏ. Chào chú. Bạn nhỏ có thể giới thiệu về mình được không? Con tên là Sophia. Con hôm nay con 5 tuổi. Con học lớp lá. Rồi bây giờ mình giới thiệu cái người ngồi kế mình là ai nè. Là bà ngoại của con. Rồi cảm ơn con nghe. Cảm ơn rất nhiều. Rồi anh nghĩ chắc sau công việc là chắc em là chỉ muốn ôm bạn ấy vô lòng suốt ngày luôn ha. Dạ. Mỗi khi mà mệt mỏi nhìn bạn là thôi bao nhiêu cái mệt mỏi tan biến hết. Cô ơi, cô là ở đây với Hằng hay là cô ở dưới Cà Mau? Cô nhà bên Bình Tân. Dạ. Trước thì ở dưới Cà Mau. Lên đây cũng 2 năm mà. À dạ. Ừ. 2 năm chưa? 2 năm hả? Ừ, đúng rồi. Cũng chắc năm nay rồi, 2 năm. Tức là mẹ Hằng là ở dưới Cà Mau nhưng mà tại vì do 2 năm trước thì anh Hằng mất, xong rồi sau đó có bỏ lại hai đứa con. Còn nhỏ thì lúc đó là Hằng đưa lên đây học. Ừ. Thì có nhờ mẹ lên đây dùm đó thì giờ là ở Bình Tân. Thật ra là anh cũng biết là Hằng cũng là người mẫu nè. Ừ. Diễn viên nè. Ừ. Nhưng mà anh là ít thấy những cái sản phẩm Hằng tham gia như là diễn nè, hay là có những cái sản phẩm mà nghệ thuật. Hằng còn là ca sĩ nữa. Cái đó thì anh này
Anh lại sơ suất, anh chưa cập nhật. Anh vô tâm quá chết rồi. Anh vô tình. Nó dở gì chứ anh thật nói cũng đúng là tại vì thời gian mà từ lúc mà Hằng có Sova tới giờ thì hầu như là Hằng không có tham gia nghệ thuật nhiều, tập trung vào việc kinh doanh. Tại có con rồi anh cơm áo gạo tiền mình phải cần phải lo. Nhiều thứ lắm. Nhiều thứ lắm, nói chung là mình lúc mà mình còn chưa có thì mình ok mình nghĩ lo cho bản thân mình, lúc như vậy thì mình sống vậy, không có thì mình sống như vậy. Đó, nói chung là mọi thứ thì mình đều làm được. Tại vì có một mình này, bây giờ thì mình có con rồi thì lúc đó mình sẽ lo xa hơn, mình sẽ lo về tương lai, lo về mọi thứ, nên chính vì thế là mình chọn cái cách là an toàn. Nhưng mà em có thể giới thiệu sơ sơ thêm để cho khán giả cũng như được biết là thứ nhất là cái công việc của em hiện tại đó là những công việc gì ạ? Em thì là một cô gái bán bánh. Bánh uống, bánh bao. Hay là bánh bông lan. Đó, bánh gì nè? Nói giỡn gì chứ là bên công ty của Hằng thì là sản xuất mấy cái bánh bía mà mini nhỏ nhỏ. Bánh bía đó là đặc trưng của vùng Khmer. Em là gốc Khmer. Và kể cả bên em thì cũng là làm về chuyên gì bánh tét nữa. Bánh tét cầm bánh tét quê. Ủa Hằng là có truyền thống làm bánh hả? Đúng rồi, nhà tức là hồi trước thì là có một cái cô chơi cùng với lại gia đình của Hằng á. Cô đó là nghệ nhân gói bánh tét rất là nhiều năm, ba mươi mấy năm rồi. Thì sau khi mà chồng cô mất á thì là Hằng hợp tác với cô làm cho mình chỗ mối thân tình cũng như ở quê á, mối thân tình thì người ta gắn bó dần tới bây giờ luôn là cũng 7 năm rồi. Ngoài ra thì là Hằng cũng có làm về thời trang của thương hiệu Hàn Quốc, em phân phối độc quyền tại Việt Nam. Hay quá. Em mang cái thương hiệu đó về làm. Thế còn sản phẩm âm nhạc thì sao? Âm nhạc thì cũng như anh biết là khi mà mình rất là đam mê, nhưng mà mình phải thiên vị bên nào nhiều hơn. Chứ không thể nào mà mình tập trung cho quá nhiều âm nhạc hay là nghệ thuật đóng phim. Tại vì Thảo đi phim thì Thảo cũng biết đó là mình đóng phim mình rất là mất thời gian. Nhưng mà tuy nhiên mình bởi vì cái máu đam mê của mình cũng không có bỏ. Đó thì có cái lúc nào mình cảm thấy là phù hợp đó, thì em vẫn nhận lời. Nhưng mà để mà đi tỉnh hay là cái gì xa quá thì em lại không có đi được. Đó là lý do tại sao là khi mà các cô gái đẹp mà khi mà bắt đầu chuyển hóa thành người mẹ rồi đó thì đó là một cái lý do mà sẽ ít nhận phim lại, là bởi vì xa con không nở. Con nhớ là hồi xưa là nhà Hằng đóng anh em lắm, mà Hằng là cũng bắt đầu đi ra ngoài đời làm việc sớm đúng không? Thảo nhớ Hằng đi Sài Gòn cũng bắt đầu lâu lắm, mười mấy năm, 20 năm chưa? Hằng lên thì lúc mà Hằng học cấp 2 là Hằng đã trốn lên Sài Gòn rồi. Không vậy câu chuyện nữa, chút nữa chị em. Còn giờ con với cô tâm sự. Chắc mình đi với cô, đi cô. Rồi chú đi xíu nghe, chú gặp lại nghe. Cái Thảo nhớ là hồi xưa Hằng đi Sài Gòn sớm hơn Thảo rất là lâu. Thảo Hằng đi từ hồi nhỏ là đi Sài Gòn rồi đúng không? Là khi mà mình bắt đầu đi Sài Gòn là bao nhiêu tuổi nhỉ? Lúc Hằng đi Sài Gòn thì lúc đó Hằng mới có 14, 15 tuổi gì đó. Bắt đầu chuẩn bị cấp 3 là Hằng lên đây rồi. Ủa mà mình hồi xưa mình đi Sài Gòn với ai? Đi với mẹ luôn. Hồi xưa là trốn đi. Là bỏ nhà đi á? Bỏ nhà đi. Trời đất ơi. Tại vì gia đình mình khó khăn quá thôi. Mình có cái ý định là mình lên Sài Gòn để mình làm. Thì có chơi với một cô bạn cũng khá là thân ở gần nhà. Bạn cũng đã đi làm trên đây rồi. Thì trốn lên cùng với bạn. Là mình nghĩ là mình sẽ đi Sài Gòn để đi làm kiếm tiền để giúp gia đình đúng không? Rồi mình trốn cha với mẹ mình đi. Đúng rồi. Có bị đi kiếm không? Có. Ba Hằng thì là gốc Khmer nên rất là khó tính luôn á. Lúc mà trốn đi rồi ba Hằng lên tìm, nói chung là tìm liên tục. Hằng còn nhớ là lúc đó mới lên, nó lên Bình Dương á. Xong sau đó cái ba của Hằng tìm ra được. Lúc đó xong rồi cái ba của cái Hằng mình chạy mình còn nhớ là mình chạy vô cái con hẻm. Rồi ba mình cứ đuổi theo. Xong rồi thấy lúc đó có lỗi ghê luôn, đuổi theo xong rồi cuối cùng xong rồi lại tìm nữa. Có cái ngày cuối cùng thì mình nói chuyện với ba Hằng. Là xong rồi không chạy nữa. Không chạy nữa, và lúc đó chuyển qua cái chế độ là thuyết phục. Mình thuyết phục bằng lý do gì mà ba cho Hằng ở lại Sài Gòn nha? Thì thật ra lúc đó thì ba cũng biết là gia đình khó khăn đó, mà không có còn để là không có con đường nào để mà thoát khỏi cảnh nghèo nữa. Thì lúc đó Hằng cũng nói với ba Hằng là thôi cho Hằng làm đi đó. Thì Hằng hứa là Hằng sẽ ghi nhớ những gì mà ba Hằng đã từng dạy cho Hằng, và cuối cùng thì Hằng cũng đã thuyết phục được. Thì là một tuần đó là cô lên nhà Út Hằng là bao nhiêu lần cơ? Hình như là tuần nào cũng qua hết. Dạ cô. Thứ bảy hoặc chiều nhật. Cô là tổng cộng là bao nhiêu người con? 7 người con. Dạ. Giờ hiện tại thì cô còn 5 đứa. Chú thì sao cô? Chú thì ổng cũng mất mười mấy năm rồi. Mười mấy năm. Hằng có chia sẻ là lúc mười mấy tuổi là Hằng đã lên trên Sài Gòn rồi. Thì cái lúc đó là cô có nghĩa là Hằng trốn cô lên đây hay là như thế nào cô? Thì Hằng đi với con nhỏ bạn gái ở xóm đó cũng tuổi với nó gì đó.
Rồi đi thì cô không hay gì thiệt. Không biết luôn. Thì sáng lên thì nghe tụi nó nói ăn với con Thí Sang đi thành phố vậy. À. Nói gì? Khi mà cô biết cái tin gái mình trốn đi như vậy thì cái cảm giác cô nó làm sao? Bực bội lại với mà buồn phiền. Cô cũng lo lắng lắm chứ. Cô lo con mình nó còn nhỏ mà nó dám đi xa vậy đó. Rồi không biết là nó có được kiếm việc làm được như ý nó không, hoặc là ra ngoài đời rồi bị người ta cám dỗ đồ này nọ. Cô cũng lo cũng phiền mà con cái thì đông, rồi cô mắc bươn vào để mua bán đồ này nọ, sinh sống trong gia đình với mấy anh chị nó, chứ không có thể mà đi tìm kiếm nó hay gì được. Tức là trong suốt cái thời gian mà Hằng đi lên trên đây, cô không có đi tìm Hằng hả? Đó ở trên này thì nó có cậu thứ năm ở trên này nữa. Yeah. Nó ở nhà ổng gì đó. Cậu nó báo tin về thì cô cũng mừng. Yeah. Rồi cũng yên tâm phần nào rồi. Gặp con gái ở trên đây á thì Hằng có xin lỗi mẹ không? Hoặc là mẹ có giận con gái khi mà đi mà không nói mẹ tiếng nào không? Giận chứ. Giận đúng không? Đó. Giận rồi gầy la nó. Đúng là phải quánh luôn á. Nó nói là con đi là con muốn tìm việc làm để con giúp đỡ cho gia đình. Với mà nó nói vậy đó, rồi chú nở lòng nào mà quánh chửi nó không? Ý định của mình, lý do mình đi Sài Gòn giúp đỡ gia đình đúng không? Ừ. Thì bao lâu là mình bắt đầu có thể giúp đỡ gia đình? Thật ra là Hằng lên thì cũng đã nhận công việc liền rồi. Lúc đó Hằng còn nhớ là một tháng hình như làm phục vụ ở trong quán, một cái quán cà phê, tiền lương tầm khoảng 700.000. Làm là Hằng đã phụ giúp gia đình rồi, Hằng thì không có nhu cầu xài. Đó thì làm nhiêu thì Hằng gửi về cho ba mình. Sau khi mà ở Bình Dương xuống Sài Gòn rồi thì vẫn đi làm xong lúc đó làm được 1 tháng 1.2 triệu. Thì Hằng nhớ là mỗi tháng Hằng gửi về cho ba Hằng là 900.000. Nhưng mà nhà Hằng có bao nhiêu anh chị em? Tất cả mấy anh chị em khác là vẫn ở Cà Mau, chỉ có Hằng đi làm thôi hả? Không, mấy anh chị thì cũng làm, lúc đó cũng làm ở dưới quê. Nhưng mà mỗi người ngày xưa nói chung là khó khăn mà gia đình thì nợ nần nên chính như thế làm hoài cũng đâu có đủ ăn đâu. Mà làm ở dưới quê thì Thảo biết là mình ngay sống ngay bến xe nữa, mỗi lần mà đi ra bến xe mà muốn bán cái gì rất là khó khăn. Khó khăn, phải bị người ta ăn hiếp và bị tranh giành, nói chung là để mà mưu sinh tại ngay địa điểm mà Hằng sống á, thì khá là khó khăn. Nên chính vì thế nhìn những cái cảnh đó và Hằng quyết định là thôi, mình chỉ có một cách là mình thay đổi, mình phải đi để mình thoát ra được cảnh nghèo đó. Rồi làm bao nhiêu năm ở Sài Gòn thì bắt đầu đi học lại? Cái giai đoạn mà nghỉ chỉ có mấy tháng thôi là bắt đầu Hằng gặp được một cái anh flirt là quý nhân. Là bắt đầu ảnh mới nói là, tức là ảnh cũng thấy được một cái sự chân thành của Hằng, xong rồi ảnh mới nói thôi hỗ trợ Hằng để mà Hằng đi học, thì cúc học bạ lên đây, cũng xin nhà nước cúc học bạ lên đây và tiếp tục đi học. Trong thời gian học đó vừa học vừa làm. Vừa học vừa làm, gửi tiền về quê. Đúng rồi, chở dữ vậy. Rồi sau đó thì sao, mình làm thế nào mình bắt đầu tham gia vào showbiz? Thật ra là lúc đó Hằng đi làm rồi thì lúc đó thích diễn thời trang lắm, suốt ngày cứ coi diễn thời trang. Hồi nhỏ xíu là mình đã thấy là mình thích hát rồi. Ở trong chùa Khmer hay tổ chức Tết nè, hay tổ chức chương trình mà dành cho Tết, dành cho ngày lễ của Khmer thì Hằng hay diễn trong trường. Chính vì thế là cái máu đam mê nghệ thuật đó mình có từ nhỏ rồi đó. Và thêm nữa nhà chị gái của Hằng cũng là nghệ sĩ mà hát cải lương nữa đó. Nên chính vì thế là mình cũng có một chút xíu đam mê trong đó, có cái máu trong đó. Và lúc mà đang đi làm thì Hằng cũng hay ra mấy cái tiệm internet đó ngày xưa để mà mình coi cắt quớt coi làm sao. Thì lúc đó thì Hằng có mơ ước là thôi mình tham gia nghệ thuật. Thì lúc đó Hằng còn nhớ là mình làm mỗi một tháng mình dư 300.000. Hằng lên mạng Hằng thấy được là nhà văn hóa thanh niên đào tạo một cái lớp người mẫu. Thì lúc đó Hằng tự đăng ký vào. Khi mà học ở đó rồi tầm khoảng chưa được 1 tháng thì lúc đó có một công ty đào tạo ca sĩ vô trong đó và mời Hằng đi hát cùng với nhóm, thành lập một nhóm nhạc mang tên là 767. Thì bắt đầu Hằng mới chạm với nghệ thuật và bắt đầu mình đi tập luyện rồi đi hát, rồi bên công ty cho đi học hát, cho đi tập diễn. Và song song đó Hằng cũng đi qua bên công ty BL, tại vì Hằng cũng tìm hiểu đó thì Hằng biết là công ty đó đào tạo người mẫu. Thì Hằng mới đi qua bên đó Hằng học tiếp. Thì học được mấy ngày thì bên đó có mời Hằng đi diễn thời trang. Sau khi mà đi diễn thời trang bắt đầu người ta biết đến rồi, xong rồi sau 1 năm mà công ty đào tạo á thì lúc đó bắt đầu đi hát. Nhưng mà lúc đó là ba Hằng khá là khó, ba Hằng không có cho đi hát và ba Hằng đi qua tới công ty nha. Bắt về. Công ty hát ca sĩ đúng không? Tức là nhà Hằng thì quá nghèo. Nói chung là mỗi lần quay mà khi mà nhắc tới ba mình thì mình biết là mình sẽ không có kìm được cảm xúc.
Hằng nhớ mỗi lần là Hằng quỳ xuống chân ba Hằng á, Hằng nói là tao cho con đi làm đi. Tại vì á, nhà mình khó khăn quá. Tại vì Thảo có biết là khi mà mỗi lần mưa xuống là nhà Hằng hình như là không có máy để che, phải đi ra mấy cái vườn thuốc để mà tránh mưa. Tại vì ở dưới quê thì thường thường có mấy cái vườn thuốc á để tránh mưa, thì hình như là mưa xuống là cả gia đình Hằng đều phải chạy ra vườn thuốc. Và Hằng đã chứng kiến những cái cảnh đó rồi, nên trong đầu Hằng lúc nào cũng nghĩ là mình là phải trở thành một cô gái mạnh mẽ để mà mình đảm bảo được cuộc sống cho gia đình. Và lúc cuối cùng, cái ngày mà cuối cùng thì Hằng nói chuyện với ba, Hằng có nói là con xin lỗi ba nhưng mà cho con đi làm đi, nhưng mà con chắc chắn một điều rằng con sẽ ghi nhớ những gì mà ba dạy. Ba thuyết phục mãi thì ba Hằng đã chấp nhận cho Hằng đi làm, tại vì không có con đường để chọn nữa. Thì lúc đó Hằng nhìn thấy được một cái hình ảnh của ba Hằng. Lúc đó là ba Hằng đã bị tai biến rồi. Thì Hằng thấy được một cái hình ảnh là một người mà đi không vững nữa, coi như là phải chấp nhận. Mà ba Hằng im lặng, Hằng thấy ba Hằng quay vô và ba Hằng lau nước mắt. Thì cái hình ảnh đó nó bị ám ảnh. Và cái hình ảnh đó là nó thôi thúc Hằng là phải thoát ra được cái cảnh nghèo và phải trả hiếu được cho gia đình mình. Thì khi mà cô biết con gái mình bắt đầu tham gia đi hát, bắt đầu tham gia công việc người mẫu rồi làm diễn viên, thì lúc đó cô có cản không? Cô có sợ không? Tự dưng là cô tin tưởng con của cô. Dạ. Mà vô cái ngành nghệ thuật này, con của cô nó cũng vất vả trăm bề đó. Lớp đi ra nước ngoài, rồi đi chở ngược về Cần Thơ, đồ thi Người đẹp đất mũi rồi tùm lum hết trơn á. Hồi đó cô cũng đi theo đặng tham dự mà. Ban đầu cái ta lên bảng là cho nó đậu hạng nhất rồi đó. Dạ. Mà rốt cuộc rồi cái ông giám khảo á, ổng kêu nó lên trên phòng của ổng á, đặng mà bàn tính gì đó. Cái nó không lên, cái nó nghe phong tin là không lên là bị rớt. Qua đêm sau lại đó, người ta không có cho nó đậu. Mà sau cái vụ đó rồi, cũng như là cô có cản Hằng tham gia cái con đường nghệ thuật không? Tại vì thấy nó phức tạp quá. Cản nó cũng không được đâu chú ơi. Người yêu thì sao? Hồi nãy nó có người yêu mà. Hồi nãy nó lúc nào là bắt đầu ok ổn, công việc là bắt đầu có người yêu á. Bắt đầu 2015 thì Hằng mới có 15, 16 gì đó thì Hằng mới có người yêu. Sau khi mà thi Hoa hậu về là 11, bắt đầu 12 bắt đầu mình đi làm. Thì trong cái khoảng từ 12 đến 15 đó là khoảng thời gian đó Hằng có người yêu. Hình như là 12, 13 gì đó. Xong quen nhau được một thời gian, xong rồi chia tay. Chứ không phải là ba của Sophia? Không, chia tay xong bắt đầu mới gặp ba Sophia. Là lúc quen ba nó là sao? Thật ra là lúc mà Hằng chia tay với ba nó rồi. Hằng mới biết ra là mình có bầu. Là mình chia tay rồi. Chia tay rồi. Thì lúc đó Hằng đang chuẩn bị là đi Mỹ đi học thiết kế thời trang. Tại vì Hằng đã học thiết kế thời trang ở Sài Gòn xong rồi. Và Hằng lúc đó lo cho nhà cũng ổn định rồi. Thì lúc đó là cũng như là bán tài sản hết để mở cái sự ổn định ở đây cho nhà. Và Hằng muốn là để lại cho nhà Hằng làm và Hằng quay trở lại với cái thời sinh viên của mình. Thì Hằng có ý định qua Mỹ và Hằng đã qua tới Mỹ rồi, cũng kiếm trường này nọ xong hết rồi. Nó phát hiện ra là có bầu Sophia gần 3 tháng rồi. Không hay. Tại vì qua bên đó thời gian đầu á, thứ nhất là bị không có ngủ được á, bị ngược giờ. Thứ hai là Hằng phải đi kiếm trường, phải kiếm phòng trọ đó, nói chung là đủ thứ hết đó. Cái việc bắt đầu mình bị quên luôn, cũng chia tay trước đó rồi. Rồi xong rồi có cho ba nó hay không? Đó thì có cho hay. Nhưng mà bạn đó cũng nói là tùy mình thôi. Thôi thì mình nghĩ là thôi bây giờ mình quyết. Tức ghê hả? Thì mình nói là thôi bây giờ cũng mất 1 tuần đến 10 ngày để suy nghĩ. Mà sau khi Hằng suy nghĩ xong rồi, Hằng nói thôi quyết định giữ bé lại. Nhưng mà Hằng cũng không có đặt nặng là ba nó phải như thế này, ba nó phải như thế kia. Tại vì lúc đó Hằng cũng đã chuẩn bị tư tưởng rằng ok, bạn nhận thì là mình vui. Còn nếu như mà không nhận thì đây là con mình. Và một mình đứa con. Con được biết thì Hằng là mẹ đơn thân. Thì cô cảm nghĩ như thế nào khi mà thấy con gái mình lận đận từ công việc, công việc trước đây nha, công việc nghệ thuật, rồi bây giờ với một con đường hôn nhân thì Hằng cũng lại đổ vỡ. Rồi bây giờ lại là rất là mạnh mẽ để mà cố gắng mỗi một ngày để làm sao để kiếm tiền để mà nuôi con. Nhìn thấy con gái mình vất vả quá, cô cảm nghĩ như thế nào? Thấy thì cô cũng đau lòng, nhưng dạ, mà cô thì già lớn rồi, cô đâu có thể làm gì để giúp đỡ cho con mình được điều kiện để cho nó làm ăn, nó vươn lên với người ta. Nhưng mà có nhiều khi thấy nó vất vả quá thì thấy cũng tội nghiệp cho nó. Hoàn cảnh mà đặt để làm sao thì mình phải chịu vậy thôi. Dạ. Chứ biết làm cách nào đâu mà giúp đỡ gì được cho con cái. Nhiều lúc có cảm thấy buồn không?
phải buồn chứ, chứ sao không buồn được. Thời gian qua rồi cũng vững vàng chững chạc rồi thì chỉ thấy nó hẩm hiu thì cô thương nó thôi. Dạ. Chứ còn mấy cái chuyện kia thì nó đều trải qua rồi, cực khổ vui sướng gì nó cũng trải qua rồi. Rồi có bầu là ở về với mẹ, quay lại về với mẹ không? Có bầu là hình như là giấu tất cả ở nhà, nói chung là cuộc đời hơi sóng gió một xíu. Không chứ mẹ hay không, thì Thảo cũng biết rồi đó, mình ở quê khi mà xảy ra vấn đề mà bầu bì giống vậy thì chắc chắn một điều là sẽ bị người ta nói ra nó vô nếu như mà không có chồng. Nhưng mà mình lo là mẹ mình cũng lớn tuổi và những người xung quanh mẹ mình ở, tại vì lúc đó mẹ Hằng cũng còn ở quê, thì lúc đó Hằng mới thôi mình giấu. Dạ, và đến khi 6 tháng thì Hằng mới họp mặt gia đình để mà nói là việc Hằng có bầu. Thì may mắn là khi mà mẹ Hằng nghe được thì mẹ Hằng nói ok thì thôi để đi con. Đến khi mà con Hằng 1 tuổi thì lúc đó Hằng mới public với tất cả mọi người đó, sau một thời gian ở ẩn. Thì lúc đó bạn mới bắt đầu là có trách nhiệm để cùng phụ nuôi, nhưng mà cũng không có một cái sự kết nối nhiều. Và con biết không, biết là ai là người nào là ba mình không? Sophia hồi nhỏ thì biết, tự nhiên sau này qua cái lúc dịch á bị quên. Nhưng mà con có hay hỏi không? Hằng thì Hằng không có cấm Sophia là phải không gặp bố. Nói chung là Hằng không nói gì tới ba hết, nhưng mà Hằng nói với Sophia là nếu như là con có thể không gặp bố con được thì con cũng không có cần hỏi phải tại sao, tại vì khi mẹ sanh con ra là mẹ có thể làm cha và mẹ cũng có thể làm mẹ. Nên Sophia là một cô gái rất là ngoan, thật sự luôn á. Sophia không có hỏi. Nhưng mà có lẽ là bé ngoan và bé rất là sợ làm tổn thương mẹ. Trời ơi, thật tội nghiệp quá. Mới 5 tuổi mà nó hiểu chuyện quá giờ. Đã thấy là thôi, nhưng mọi thứ nó cũng nhìn nó cũng rất là đẹp đẽ, rất là tốt đẹp. Nó cũng hạnh phúc, nó cũng nằm ấm hai mẹ con rồi. Mình á hả, bao nhiêu mà mình gọi là sao ta? Mình phát tâm thiện, mình làm việc tốt, mình làm tốt luôn phần làm bố của người ta đi. Đúng không? Đã xong đi, tức quá mà. Thôi đi ra kiếm anh Thuận nói chuyện tiếp. Đi. Là những món mà mình thích không luôn nghe. Nhất là cái món này, trời đất ơi, bắt cơm lắm luôn nha cả nhà. Nhìn cái mâm cơm là biết miền nào rồi đó. Miền Tây rặt luôn á. Đó. Đặc biệt là nhìn thấy nè ha, bánh tét chuối nữa. Chuối cái gì ngọt, rồi. Bánh tét mặn. Cái này nhân thập cẩm. Ok, rồi. Mời anh ăn. Rồi, anh mời cô Hùng. Rồi, sao? Trời ơi, cái này không mời tôi cũng ăn nữa. Anh ơi, cái này là kho vị Cà Mau, đặng có không? Nhìn cái màu là biết nè, ăn thử. Rồi, chị em nãy giờ nói chuyện nhiều không? Chứ nói hơi bị nhiều nên nó hơi lâu. Nhưng mà thiệt với anh là hồi xưa đến giờ á, trong mắt của em á, khi như hôm nay mà nghe nói là đến chào Ngọc, nhà chào Ngọc Hằng á, trong mắt của em Hằng là một cô gái lúc nào cũng rất là, nhìn nó rất là kiểu như sang chảnh, nhìn lúc nào cũng hơi đầy năng lượng, nhìn lúc nào nó cũng dữ hết đi, nó là kiểu nhìn sợ bên đây gần đó. Xong rồi ngày hôm nay là ngày lần đầu tiên em mới biết được là Hằng không có giống gì với cái gì mà em tưởng tượng, em nghĩ đó. Đầu chứ em không chỉ mình em đâu mà anh cũng vậy, anh cũng nghĩ bạn này cũng kiểu mà cũng rất là khó như những gì mà mình cách từ khó gần em nói đó nghe. Nhưng mà khi mà nói chung là nghe cô Phụng kể về cái ủa nãy giờ tâm sự riêng hả? Tâm sự riêng em à. Nghe vậy? Cô Phụng nói hết rồi, anh có một cái chút gọi là ngưỡng mộ em là bởi vì thoát ly, phải dùng cái từ là thoát ly khỏi gia đình từ hồi còn rất là nhỏ và rất là mạnh mẽ. Và trải qua rất là nhiều những cái câu chuyện, gần như nó không phải là thử thách nữa mà nó là những cái cạm bẫy, những cái chông gai. Và cái cách mà em vượt qua nó như thế nào, nó có một cái từ này mẹ em dùng cho em mà anh cảm thấy xúc động, tức là cho tới bây giờ nhìn thấy em có được những cái cơ ngơi, có được những cái công việc, và thậm chí là có được một cái nàng công chúa là Sophia, tức nghĩa là em có đủ hết tất cả, nhưng mẹ vẫn cảm nhận con gái mẹ nó vẫn có một cái gì nó hẩm hiu. Anh lâu lắm rồi anh mới nghe lại cái từ đó. Bé Hằng này đi Mỹ thi đó, cô bị khóc, cô đứng ở sân bay mà cô khóc. Tại sao cô khóc? Tại nhìn thấy con người ta đi, gia đình, cha mẹ đều lại đưa tiễn hoặc có người đi theo. Con mình còn nhỏ quá mà đi qua nước người để đi thi. Bởi vì cô nhớ tới là cô không có đi ra khỏi cái sân bay đó được. Cô đứng đó biết là bao lâu đợi nó đi xong rồi, lâu lắm cô mới đi ra ngoài. Con hiểu được cái nỗi lòng của cô. Tại vì cô hết cái việc này lại tới cái việc khác. Em hiểu cái nỗi lo của người mẹ khi có cái đứa út á. Người ta nói á, nghèo út lo khó út chịu.
cái gì cũng vậy là con Út là nó chịu hết á. Cô phải đối mặt với rất là nhiều những cái chặng đường của Út Hằng. Thế thì bây giờ khi mà em có được mọi thứ rồi, bây giờ cái điều mong mỏi của em đó là cái gì? Tức là từ nhỏ giờ em thì có một cái thói quen là thời gian là lúc nào em cũng dành cho gia đình. Em không có thích gọi là đi chơi hay là nói chung là thời gian của em không có thích nó phí phạm. Em luôn luôn dành thời gian cho gia đình, kể cả giống như là ngày lễ, ngày cuối tuần. Tính cách của em vẫn là như vậy. Và cái mong muốn của em từ bây giờ đến tương lai về sau thì vẫn là như hồi nhỏ thôi, là mẹ em với lại gia đình có được cuộc sống như riêng. Còn những cái gì mà Hằng mong muốn cho Hằng thì sao? Cho bản thân mình á. Nói thật sự là mình cũng quên đi cái cảm giác mà mình quên đi cái mơ ước của mình luôn á. Mình quên đi là những cái mà mình thích nữa. Mình chỉ muốn là, cái điều đầu tiên là mình muốn là gia đình mình được bình yên. Mẹ mình sống khỏe mạnh đến cuối đời với là con cháu. Và bây giờ có con thì cái điều thứ hai là mình muốn con mình nó ngoan ngoãn, sống hạnh phúc bình yên. Còn thật sự mình nói để Hằng cầu mong cái gì cho bản thân mình thì nó thật sự tới bây giờ Hằng cũng chưa biết là mình cần cái gì ngoài những cái việc Hằng vừa nói. Đây có một cái thư là của con gái gửi cho mẹ. Con là thay xin phép cô là thay mặt Hằng gửi với cô một cái lá thư, những cái lời tâm sự, những cái lời nói của Hằng dành cho cô. Thấy được không em? Nếu mà cô cần thì anh có thể đọc giùm cô cũng được. Anh giả giọng nữ anh đọc được. Anh sao? Đây để con đọc nha. Tại cô không có điều kiện, con xin phép được thay mặt Tràng Ngọc Hằng gửi đến má Phụng ha những cái lời mà Tràng Ngọc Hằng muốn nói. Con muốn gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất đến với mẹ của con. Xin lỗi vì con đã không thực hiện được ước muốn của mẹ là có được một gia đình nhỏ như mẹ mong muốn. Nhưng mẹ ơi, mẹ đừng lo. Vì giờ đây con có thể nói với mẹ rằng con đang rất hạnh phúc vì con đã được làm mẹ và sẽ trở thành một bà mẹ tuyệt vời giống như mẹ vậy. Nên mẹ đừng lo cho con nữa nghe. Con yêu mẹ. Cảm ơn những lời con nói với mẹ. Thì mẹ con mà lúc nào mẹ cũng hiểu được tâm tình của con. Là giờ không hết lấy chồng rồi đó. Đây con gửi mẹ Phụng. Chồng hay không chồng vì hạnh phúc là được đúng không con? Cứ phải hạnh phúc là được rồi, đâu cần đâu. Tại vì Hằng thấy là em xin lỗi nha. Tức là mình không có cổ xuyến cho chuyện đó. Nhưng mà tuy nhiên có những cặp mà lấy nhau mà không hạnh phúc, cố gắng vì con thì em thấy theo cá nhân của em thì em thấy nó sẽ khổ đứa bé thôi. Quan trọng là lấy nhau hạnh phúc và dung hòa được với nhau. Còn nếu như mà mình đang cố gắng mình sống trong một cuộc hôn nhân mà mình cảm thấy không hạnh phúc á, thì cá nhân Hằng không có chọn con đường đó. Cuối cùng người ta nói là gì? Chúng ta chỉ sống có một đời mà chúng ta chỉ có sống có một lần. Vậy thì phải sống làm sao để cho cái đời đó nó đáng sống. Cuộc đời này nó chỉ đáng sống khi chúng ta tự tìm thấy được cái nguồn hạnh phúc cho chính bản thân mình. Hạnh phúc của em là cái gì? Là được nhìn mẹ Phụng hát karaoke với bạn sớm. Hạnh phúc của em là gì? Nhìn thấy Sophia về nhà, ok mami mami xong về ôm em một cái. Ai nói là Tràng Ngọc Hằng sống một mình mà buồn đâu. Đâu có thấy buồn đâu. Đúng chưa? Cho nên là thôi anh chỉ mong rằng là tự khắc đến một lúc nào đó em sẽ cảm thấy là ồ mình cần phải có một chút thay đổi nha. Và tự khắc biết đâu chừng lần sau anh đến đây anh thăm nhà em, biết đâu chừng lại có người nữa, có cái gì nó vui nó sao luôn mà. Mời mình đi chuyện vui anh ạ. Ok, thời lượng thì nó có giới hạn cho nên anh rất là muốn nghe Tràng Ngọc Hằng có thể chia sẻ một vài điều với khán giả, với những người thân yêu. Trước tiên thì Hằng xin cảm ơn ekip cùng với anh Thuận cùng với lại Thảo đã tạo cơ hội cho Hằng để có một cái buổi trò chuyện giống như ngày hôm nay, tạo cho em cơ hội để em có thể chia sẻ và khán giả có thể hiểu em hơn. Trong tương lai thì em vẫn mong muốn là khán giả, những người yêu mến mình sẽ tiếp tục ủng hộ mình để cho mình có được nhiều động lực hơn để mình tiếp tục cống hiến vì nghệ thuật. Nếu quý vị thương yêu Tràng Ngọc Hằng thì bên cạnh ủng hộ những sản phẩm là những vai diễn thật hay của Tràng Ngọc Hằng sắp tới thì ủng hộ những sản phẩm mà Tràng Ngọc Hằng là kinh doanh, thí dụ như là bánh bía nè, rồi bánh tét nè nha quý vị. Thời lượng chương trình cũng sắp hết rồi, bây giờ là mình cũng chào tạm biệt khán giả của chương trình.
và cửa thăm nhà. Hy vọng gặp lại mọi người trong chương trình kỳ sau. Dạ. Bây giờ là chúng ta đang ngồi trong ngôi gia của vợ chồng Thi Thảo và anh Nam. Đây, nãy giờ nghe gọi anh Nam, Nam là anh biết ảnh tên Nam mà đúng không? Dạ. Đó. Giới thiệu với em nãy giờ nói đó là đây là một cô gái mà đa tài. Đó. Đúng không? Đa đa tài tài. Đa đa tài. Không, tài tài năng năng. À, tài tài năng năng. Rồi. À, hôm nay hình như là anh em mình biết nhau rất là lâu rồi, nhưng mà hôm nay anh mới tới nhà em mới nào, đúng không? Em đến nhà anh phải tầm 2-3 lần rồi, nhưng mà chưa bao giờ anh ghé thăm nhà em hết. Anh kỳ quá. Tới là phải tới gì cho nó đáng. Tới là không phải tới một mình, tới là phải kéo coi như là kéo bạn, kéo bè và kéo cả ekip tới. Này quá vui. Làm lần cho nó đáng, đúng không? Dạ. Hả? Hiện tại thì công việc của Thảo là gồm những cái công việc gì Thảo có thể chia sẻ cho Lan cũng như khán giả được biết? Hiện tại bây giờ thì em đang là MC dẫn chương trình của một chương trình trên VTV3. Và ngoài ra thì em có trung tâm đào tạo. Thì anh Thuận cũng biết rồi, anh Thuận cũng là người đồng hành với em ngay từ những ngày đầu tiên em vào đây. Và ngày đầu tiên em làm trung tâm đấy. Thì bây giờ trung tâm cũng được tầm 6-7 năm rồi. 6-7 năm. Và ngoài ra thì có tổ chức một số chương trình, đặc biệt là cuộc thi tìm kiếm tài năng MC nhí. Yeah. Nghĩa là tạo sân chơi cho các bạn nhỏ để các bạn có thể phát triển năng khiếu về ăn nói, về giao tiếp. Thì em thì chỉ được gặp chị ở trên màn hình thôi, chưa được gặp chị ở ngoài. Có rồi đấy, có gặp, tại vì có tham gia rất chị là nhiều các chương trình của MCV. Và ông bà cũng tham gia chương trình Tình Trăm Năm. Tình Trăm Năm. Hôm đấy có đưa ba mẹ đi quay. À, Thảo nào thì tại vì em quay xong là em không có nhớ. Đúng rồi, sao nhớ được. Dạ. Trời, mấy trăm cặp rồi sao nhớ được em. Đó, giống như anh đi quay Vợ Chồng Son, lâu lâu cái đội đi ngoài đường hay là đến một cái nơi nào đó có mùi vỗ ra, trời ơi nó thử anh nhớ em không hả? Mình phải lịch sự đó, như là nhớ, nhưng mà anh đâu, trời ơi hồi 5 năm trước em quen chị Vợ Chồng Son. Anh Nam có thể giới thiệu chút xíu về anh Nam để khán giả được biết cũng như là Ngọc Lan biết ạ. Xin chào khán giả, xin chào Quốc Thuận, xin chào Ngọc Lan. Mình tên là Phạm Hoàng Nam, là chồng của Thi Thảo. Yeah. Mình có 23 năm công tác tại Thông tấn xã Việt Nam, làm việc tại Nhật báo Tiếng Anh Quốc gia Việt Nam News. Thì cũng cũng nghỉ được 5 năm rồi, mình ra làm truyền thông. Thì giờ mình có công ty truyền thông, và cũng có một cái đặc biệt là mình làm một cái hệ thống, gọi là hệ thống luật. Có nghĩa là mình có trong cái hệ thống của mình thì có 1.000 luật sư, và đây là văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh, thì sẽ cung cấp tất cả những cái dịch vụ và những cái luật sư mà chuyên về cái dịch vụ đó cho tất cả những người có nhu cầu trên khắp Việt Nam. Dạ, tất cả lĩnh vực luôn hả anh? Tất cả. Trời, biết vậy. 1.000 luật sư luôn. Vừa rồi vụ bảo hiểm em nhờ rồi. Rồi, nhưng mà cũng theo dõi nhưng mà chưa thân lắm nên không gọi cho. Nhưng mà cũng xong rồi đúng không? Đó, cũng dàn xếp xong hết rồi. Đó, thật ra cắt kìa. Nó đóng quá. Nó đóng mà phân tâm luôn á. Bây giờ bật qua xem được. Nóng quá. Đâu có. Nó đóng rồi nè. Bên kia nó kêu ấy. Nó đóng chứ mà nó nóng. Không phải nó nóng. Lá nó tưởng nóng. Hôm nay may đó, mọi người mà nó nguyên nó đóng. Khoan nữa cơ. Nhà của nhà ban Nguyễn Thị Minh Ngọc đây nè. Chị Nguyễn Thị Minh Ngọc nói tiếng nữa. Thì ngày xưa bên sân khấu mình đó có nhờ cô viết kịch bản đó. Dạ, rồi. Ủa Thảo có nghĩ, có thắc mắc là tại sao hôm nay gõ cửa thăm nhà, tới đây mà gõ cửa nhà em với anh Nam không? Em thì cũng rất là ngạc nhiên, là không hiểu tại sao mà chương trình lại quan tâm đến em nữa. Tại vì thực ra thì bản thân em ấy, em cũng chỉ dẫn chương trình trên V3 thôi. Và em thì cũng lui về hậu trường khá là nhiều. Để em làm công tác là dàn dựng rồi hỗ trợ cho các bạn tỏa sáng hơn là mình đứng ra ngoài. Tại vì anh biết rồi, đến tuổi anh em mình thì có thể là sẽ lui về hậu phương nhiều hơn. Có duyên như anh Thuận thì mới xuất hiện nhiều. Chứ em thì em dạy dỗ rồi em đứng đằng sau nhiều hơn anh bây ạ. Bây giờ chưa biết ai xuất hiện nhiều hơn anh à. Bây giờ là cũng rất là nhiều chương trình đó. Thật ra xuất phát từ anh đề nghị. À, em biết không là hai vợ chồng đã từng xuất hiện trên Vợ Chồng Son rồi.
và anh với Thảo cũng đã nói, có nghĩa là anh em ở ngoài đời cũng nói chuyện với nhau rất là nhiều, nhưng mà về những cái câu chuyện về gia đình của Thảo đó, thật ra là trong cái chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà khai thác nói chưa có đã đó. Đó, có rất là nhiều điều là muốn tìm hiểu về nói em nói lại, trong chương trình vợ chồng son gõ cửa thăm nhà, lộn rồi, trong chương trình trong chương trình vợ chồng son á, là em biết lần trước là anh với chị Vân đã gặp hai vợ chồng rồi, nhưng mà là thật ra là hỏi chưa có đã. Chị nói về chuyện phòng the với vợ chồng thôi, chứ đâu có nói về sự nghiệp, về tuổi thơ đâu, đúng không? Hay quá, cái vụ đâu có hỏi. Thì đó, thì bây giờ mới nói nè. Hỏi chương trình gõ cửa thăm nhà này không hỏi vụ đó. Nhưng mà may mà có chuyện phòng the cho nên mới có ngày hôm nay, đúng không? Nên là rất muốn biết về câu chuyện của hai vợ chồng như là trong gia đình như thế nào, cuộc sống là sao, thì nó rất là phù hợp với chương trình này. Và anh biết em còn rất là nhiều câu chuyện cũng như anh Nam vậy đó, trong đời sống vợ chồng, trong cuộc sống, trong cái việc gọi là dạy dỗ con cái như thế nào. Cho nên là chính vì thế là anh đề xuất phải gõ cửa nhà diễn giả của chị Thảo. Em nghĩ chắc chắn là chị Thảo có rất là nhiều những cái câu chuyện truyền năng lượng nè, những cái câu chuyện mà để cho khán giả khi mà họ xem thì họ cũng sẽ rút ra được cái bài học cho bản thân họ. Cho nên đó là lý do mà anh Bin ảnh mới đề xuất á. Đúng rồi, cô bé này là một cái người mà rất là năng lượng. Thậm chí là tôi nhớ có lần là lần đầu tiên anh gặp Thảo ở quán cà phê á, Thảo có nói là anh Thuận có tin rằng là em nhìn người em có thể biết được tính người không? Cái bữa đó là em đang muốn lôi anh về với Vietskill. Lúc đấy là giống như là mình đi bán ước mơ ấy. Vào đây là chưa có quen ai cả. Thì có người cho số điện thoại của anh Thuận mà gọi điện cho anh Thuận đi ra quán cà phê ngồi. Cũng dùng mấy chiêu thuật để mà dụ anh Thuận về, may quá dụ được. Cuối cùng không có nhìn người được. Mẹ em cho em hỏi kìa. Anh ơi nó nghe nè. Bây giờ ngồi đây hoài là hai vợ chồng sẽ không có nói chuyện riêng được. Bây giờ là mình chia phe ra. Đặng... nói vụ riêng á, hai chồng lại có nhiều cái riêng hay lắm. Bây giờ không, bây giờ tắt ra đi. Bây giờ mình nói chung đi được á. Không, bây giờ nói đi. Mình gom lại, bữa nay chương trình mình thay đổi đi. Được không? Mình gom lại một bàn mình ngồi mình nói luôn được không? Được. Thôi, chia đi. Anh có ngày anh dắt em đi từ chỗ này qua chỗ khác, bữa nay long thể em đã bất an rồi. Chia ra đi. Chia ha. Em muốn đi với chị. Rồi, anh với anh Nam nha. Hai anh em chưa có một cái buổi mà nói chuyện thẳng thắn với nhau như hai người đàn ông. Ok. Ok. Rồi. Vậy đó, cái câu đầu tiên mà em muốn hỏi anh Nam á, mà hôm trước là trong chương trình Vợ Chồng Son mà em quên hỏi, tức là cái lần đầu tiên mà cái cơ duyên nào mà anh với Si Thảo là gặp nhau ta? Thực ra thì nếu nói đúng á, nó cũng là cái duyên. Duyên là mình với Thảo gặp nhau trong một lớp học và Thảo là cô giáo. Của mình. Đó thì lúc đó anh học gì? Ban đầu á, lúc đấy Thuận có nói với Thảo á, là Thảo sẽ biết là cách nhìn người, đúng không? Thì đúng là mình học môn đó. Thảo có một cái bộ môn rất là hay, đó là gặp người, nhìn người, nói chuyện tầm trong vòng 5 phút là đã đoán được tính cách rồi. Thì mình rất thích cái môn đó. Thế thì gặp Thảo lần đầu tiên thì không hiểu là lúc đấy là có một cái linh cảm hoặc là một cái, không biết là cái gì thì mình phải diễn, khó diễn tả lắm, nhưng mà mình có một cái cảm giác nó vừa kính trọng, nó vừa gần gũi. Và thực sự chia sẻ với Thuật luôn đó, là mình làm báo 23 năm thì mình gặp được rất rất nhiều những cái vị mà nhiều người ngưỡng mộ. Chẳng hạn như Tổng thống Mỹ George Bush đến đây thì mình cũng đã tham gia đưa tin, đứng cách ông ấy có 2 mét thôi. Rồi gặp rất là nhiều các vị nguyên thủ quốc gia, rồi những cái nhân sĩ trí thức, đại khái là tất cả những cái giới đều mình đều gặp hết, tinh hoa của xã hội mình đều gặp hết. Nhưng mà thật sự là chưa có ai mà mình cảm thấy giống như là một cái thần tượng. Thật sự là như thế. Nhưng mà đến khi gặp Thảo chỉ 2 lần thôi thì mình cảm thấy rất là tôn trọng cô bé này, mặc dù Thảo thua mình 7 tuổi. Nhưng mà khi gặp á thì ở Thảo toát lên một cái sự, một cái năng lượng, một cái năng lượng tích cực vô cùng mà người ngồi nói chuyện mình đã cảm thấy rồi. Thêm vào đó là cái kiến thức về con người rất là sâu sắc và uyên thâm. Đồng thời những cái khả năng đặc biệt của cô ấy làm cho mình bị hút hồn rất là nhanh, và cảm giác như là đây là một người mà mình phải học, mặc dù cô nhỏ tuổi hơn mình. Và mình cũng trước đây mình cũng rất là tự hào là mình làm báo, gặp nhiều, đi nhiều và biết nhiều. Nhưng mà đến khi gặp Thảo thì cảm giác như là tất cả những cái gì mình biết á, nó nhỏ lắm, bé lắm. Mình bảo quái lạ nhỉ, sao trước đây mình lại nghĩ là mình cũng biết là nhiều, nhưng mà khi đứng trước một cô bé này thì tự nhiên mọi sự nó đổi khác như thế. Và chính vì như thế thì cái động lực mà mình học tập, mình muốn học cho Thảo thì tự nhiên lúc đấy là rất là nhiều. Ngoài cái vấn đề là Thảo có một cái sức hút như vậy đó, cho nên là anh bị cuốn theo Thảo, còn có một cái lý do nào khác nữa hay không? Ví dụ như chẳng hạn như là lúc đó là khán giả đã xem chương trình Vợ Chồng Son, khán giả cũng biết
anh cũng đã từng coi như làm gãy đổ một lần và cũng là cha của hai đứa con, đúng không? Thì cái lúc đó có phải là anh đang trong một cái giai đoạn gọi là mình đang rất là cô đơn hay là gặp Thảo lại thêm một cái là đây là một cô bé năng lượng nữa, cho nên chính vì thế nó là cộng hưởng để cho cái tình cảm của hai người nó gắn kết với nhau. À, thực ra nó có thêm lý do nữa thì cũng đúng, nhưng mà thực ra ban đầu thì đâu có ai biết là cuộc sống mình như thế nào, đâu có ai biết là duyên phận như thế nào, đúng không? Đến thì vô tình đó chỉ là một lớp học thôi, hoàn toàn nó chỉ là một lớp học bình thường, và mình ngồi trong một lớp học với khoảng độ tầm 30 người, thì mình đâu có tình cảm gì đặc biệt, nó chỉ thấy ở đấy là một mình gọi là một người thầy, một người hướng dẫn cho mình. Mình cảm thấy là một người rất là có duyên, rất là có tâm và rất là có năng lượng. Đó, và cái điều mà đến khi mà lần thứ hai gặp thì trao đổi riêng, thì lúc đấy như mình nói đấy, thì bắt đầu mình mới có những cái ấn tượng thêm thôi. Còn lúc đứng trên bục giảng thì mình chỉ có ấn tượng là một người rất là có kiến thức, đặc biệt là về con người, và có một cái năng lượng tích cực, đó là ấn tượng đầu tiên. Rồi, nói chung là về cái câu chuyện mà hai người theo đuổi như thế nào, rồi cưới hỏi ra sao, hay có những cái cản trở gì về phía hai gia đình, thì những cái câu chuyện đó là Thảo với anh Nam đã chia sẻ hết rồi. Đó, bây giờ là em rất là muốn biết là cái quá trình mà Thảo vào trong Nam lập nghiệp, cái giai đoạn đầu Thảo rất là khó. Anh biết rồi, một cô gái Bắc vào trong Nam, mà nhất đây là một cái nơi mà phải nói là nó rất là nhộn nhịp, bên cạnh đó nó cũng có rất là nhiều một sự cạnh tranh. Mà nếu như không có những cái mối quan hệ thì rất khó mà tạo dựng được một cái thương hiệu, đúng không? Vậy thì lúc đó anh đồng hành với Thảo như thế nào? Và có khi nào cô gái nghị lực này thể hiện những cái cảm xúc hay những cái một cái điều gì đó mà khiến cho anh cảm thấy rằng là vợ mình bị giống như là bị chán nản không? Mà những lúc đó anh làm gì và anh đồng hành với Thảo như thế nào để có một Thi Thảo ngày hôm nay? Thực ra thì cần một cái câu này nói có thể thuận hoặc mọi người không tin, nhưng mà Thảo chưa bao giờ chán nản trong bất cứ hoàn cảnh nào. Và thực sự mình phải học về điều đó rất là nhiều, tại vì đó là một cái năng lượng tích cực và một cái sự tích cực mà hiếm có người nào có thể có được. Khi mà Thảo quyết định vào đây với mình, tại vì lúc đó thì lúc đầu tiên khi mà quen nhau thì mình ở trong Nam và Thảo ngoài Bắc, thì đến quyết định là phải sống với cùng với nhau thì quyết định là Thảo phải vào Nam. Mình không ra Bắc được. Thế thì Thảo vào Nam thì lúc đấy có rất nhiều cái vấn đề mà nó xảy ra, bởi vì lúc đấy thì hoàn cảnh kinh tế của hai đứa rất là khó khăn. Thảo khi mà vào đây thì môi trường mới hoàn toàn, không quen, không biết một ai cả. Và những gì Thảo đang làm ở Hà Nội thì không thể tiếp tục ở miền Nam được, có nghĩa là vào là phải bắt đầu lại từ đầu. Thêm vào đó thì Thảo còn gánh nặng gia đình, mình cũng gánh nặng gia đình nữa. Thế cho nên là khi mà để quyết định vào thì là một câu chuyện. Rồi đến khi bước chân vào thì mình lo vô cùng. Lo vì sao? Bởi vì lúc đấy thì bản thân mình thì cũng chỉ làm báo thôi, mình cũng chưa có một cái kinh doanh riêng gì cả. Thảo bước chân vào thì cũng hoàn toàn là tay trắng. Thế nhưng mà lúc đấy Thảo nói với mình một câu là: anh yên tâm, ở đâu em cũng sống được cả. Bởi vì trước đây Thảo đã từng là sinh ra học tập Thái Nguyên, sau đó lên Hà Nội và sau đó xây dựng sự nghiệp thành công, rồi sau đó quyết định là bỏ tất cả ở Hà Nội để vào với mình, bắt đầu lại từ đầu. Thì đó là một sự nghị lực vô cùng, và mình cũng cảm ơn cái tình yêu lớn của Thảo dành cho mình. Bởi vì không đơn giản khi mà dứt bỏ tất cả để vào trong Nam, một môi trường mới, và lúc đấy thì cũng lớn tuổi rồi, chúng không còn trẻ trung gì nữa. Thế thì Thuận nói rất là đúng, đó là cái việc là phải có một mối quan hệ. Và cái đất Sài Gòn thì rất nhiều cơ hội, nhưng thực ra cũng cạnh tranh rất là dữ. Thế thì căn nguyên nào mà Thảo vào đây mà bắt đầu làm đào tạo, làm MC, thì thực ra khi ở ngoài Hà Nội Thảo lại hoàn toàn chỉ là kinh doanh hoàn toàn, chứ không liên quan gì đến nghệ thuật cả. Nhưng khi vào đến đây thì bước đầu bọn mình cũng có mở cửa hàng Nhật đầu tiên. Lý do đầu tiên là bọn mình thích ăn đồ Nhật và thấy là đồ Nhật có lợi cho sức khỏe của mình. Làm thế làm thì thất bại. Thì lúc đấy Thảo mới nghĩ Thảo phải chuyển hướng. Vì sao? Vì nói nhà hàng thì nó chỉ là một cái phần thích thôi, chứ không phải là đam mê hẳn. Mà nếu mà không đam mê hẳn, không đầu tư hẳn thì nó sẽ khó thành công. Thế thì bây giờ Thảo mới ngồi lục lại, và Thảo thấy rằng là Thảo đam mê nghệ thuật. Bởi vì trước đây từ khi bé là Thảo đã có thể ca hát rồi, và sau này khi lớn lên, khi tốt nghiệp đại học thì Thảo có đi học một lớp MC, và cũng đã từng trong cái công việc kinh doanh là đã từng đứng lên làm MC cho một chương trình đến cả 40.000 người tại sân vận động Phú Thọ trong này. Thế Thảo mới nghĩ là đấy cũng là niềm đam mê của mình, và bắt đầu tại sao đúng lại rồi không đào tạo nghệ thuật. Và câu chuyện đó dẫn đến việc là cơ duyên gặp Thuận, thử sức với một cái điểm ngược mới, đúng rồi, hoàn toàn mới, nhưng mà lại có một niềm đam mê. Thì Thảo mới nghĩ rằng là đàn nào cũng sống một lần, vậy tại sao không theo đam mê của mình. Và đam mê đó ở Sài Gòn lại có đất dụng võ, vậy thì tại sao không thử.
còn hơn là bỏ tiền ra đầu tư kinh doanh một cái gì đó mà mình đang không biết. Và bắt đầu câu chuyện là như vậy. Còn mình thì như thế nào? Mình thì thực ra thì cái lĩnh vực nghệ thuật mình không biết, thực sự mà nói là như thế. Mặc dù làm báo cũng có biết một số anh em nghệ sĩ, nhưng mà mình không có khiếu nghệ thuật và không nghĩ đến chuyện kinh doanh nghệ thuật. Thế nên khi mà Thảo nói thì mình chỉ nói là em làm một cái gì anh đều ủng hộ hết. Thôi, chỉ cần một câu nói ấy thôi, em nói thiệt anh, chỉ cần câu nói ấy thôi là đã khiến cho người phụ nữ ấy tan chảy rồi. Và hơn nữa là em cũng biết anh cũng là một người đàn ông thầm lặng ở phía sau hỗ trợ cho Thảo rất là nhiều. Bằng chứng là trong những lần mà em đồng hành với Thảo trong các cuộc thi hay là giảng dạy, em cũng thấy thấp thoáng đâu đó một cái bóng dáng của người đàn ông luôn luôn ở bên cạnh Thảo. Đó là một cái điều mà em rất là trân quý anh, thật sự mà nói luôn đó, em rất là trân quý anh. Anh luôn luôn ở phía sau Thảo. Còn nhớ mấy lần mà làm ở sân khấu thì cứ thấy ông Nam chị tới chị lui chị qua chị lại, thậm chí là ở trên sân khấu và ở trong hậu trường luôn đều có anh cả. Thật ra nếu như không phải mình bỏ, mình là một người đàn ông mà nó quá ư là có cái tôi quá lớn thì chắc chắn là sẽ không làm những cái công việc của phụ nữ làm rồi, đúng không? Thực ra thì mình không phân biệt là chuyện gì của đàn ông, chuyện phụ nữ cả. Nói lý do là tại sao mình lại nói là em làm bất cứ gì anh đều ủng hộ, bởi vì mình có sự tin tưởng của Thảo. Ở Thảo mình mặc dù chưa sống với nhau lâu nhưng mà đã qua thời gian tìm hiểu thì mình tin là Thảo làm gì cũng có suy nghĩ chín chắn và làm gì đều có sự quyết tâm đến cùng, chứ không phải thích là làm, không phải là làm theo cảm hứng. Và khi Thảo đã làm thì Thảo đam mê quyết liệt, đi theo quyết rất là quyết liệt. Thế còn mình thì mình không có ngại gì hết cả, làm bất cứ chuyện gì của mình hay của vợ thì đều là công việc chung cả. Và thứ hai nữa là trước đây khi làm báo thì mình cũng có làm sự kiện. Thế thì khi mà làm sự kiện rồi thì cũng biết một phần nào đó để hỗ trợ lại công việc cho vợ. Là sáng tay vô làm hết. Sáng tay hết trước việc nhà. Đúng rồi. Đó là những cái việc là hai vợ chồng cùng phối hợp nhau để tạo ra được một cái sự thành công, và rõ ràng như anh nói, dám nghĩ dám làm, mà thậm chí trong đó nó có một sự liều lĩnh nữa. Đó, để mà lao vào làm một công việc mà đây không phải là vùng đất của Thảo. Và cái thứ hai là công việc MC, là khi đi học MC rồi thì mới phát hiện ra là mình có năng khiếu và thậm chí là mình đam mê với công việc này, và thế là Thảo lại gắn liền với công việc là giảng dạy và đào tạo với MC. Đó là một cái cơ duyên đó. Vậy thì bây giờ trong gia đình thế thì có những cái điều gì mà nó khiến cho hai vợ chồng nó còn những cái trở ngại hay không? Trong gia đình, chuyện trong gia đình. Nói trở ngại á thì bất cứ lúc nào đều có trở ngại hết. Nó là vấn đề gì? Là con cái hay là do sinh hoạt hay là do gia đình hai bên hay là những cái điều gì? Nhưng mà trở ngại này á là nó có thật sự trở ngại không? Lại là do con người. Lại là do hai vợ chồng nghĩ nó có trở ngại không? Còn với vợ chồng mình thì chưa có trở ngại gì cả. Không có trở ngại gì hết. Anh là một ông bố rất là tốt với con của Thảo. Nha, em được biết điều đó. Anh rất là tốt tuyệt cho cả vời. Mình là ông bố tốt với cả ba đứa con. Biết anh chắc chắn anh phải là tốt với con anh rồi. Con của anh Nam là chắc chắn rồi. Nhưng mà em đã biết anh là một người bố rất là tuyệt vời với con của Thảo. Vậy thì Thảo như thế nào với hai con của anh? Cái gì đó phải có đi và có lại. Mình may mắn là như thế này. Thảo á thì không phải chỉ là đào tạo về MC mà Thảo còn đào tạo về các kỹ năng mềm và các kỹ năng sống. Và thêm nữa Thảo là có kỹ năng con người. Kỹ năng con người ở đây không phải là những cái mà giả chân, mà nó là thật sự là đi vào lòng người. Bởi vì Thuận cũng thấy trong một thời gian rất là ngắn thôi, Thảo vào trong này thì cái lượng bạn bè và những người yêu quý Thảo rất là nhiều. Và nếu không có cái sự chân thành, nếu không có cái sự kỹ năng con người thì làm sao có được. Đúng vậy. Và mình may mắn là khi Thảo có kỹ năng con người và Thảo có cái tấm chân tình thực sự, thì cuộc sống gia đình của mình không hề gặp bất cứ chuyện gì. Bởi vì trước khi mà Thảo bước chân vào gia đình mình á, chính thức bước chân vào làm con dâu á, thì Thảo đã chinh phục được tất cả từ bố mẹ, anh em, họ hàng, bạn bè. Thậm chí là có những cái câu chuyện mà khi mọi người nói về mình á, mình không được biết mà Thảo được biết. Bởi vì mọi người quý Thảo, mọi người tin Thảo. Và với con mình cũng thế thôi. Con mình thì yêu thương Thảo như một người mẹ thật sự, không có phân biệt gì cả. Và thậm chí bây giờ anh chàng lớn á, thì khi mà anh ấy đến tuổi tìm hiểu về giới tính các thứ thì lại nói chuyện với Thảo nhiều hơn mình. Đó, còn cô con gái út của mình thì coi Thảo giống như một người mẹ. Có bất cứ chuyện gì đều tâm sự hết tất cả, từ chuyện lớn, chuyện bé, chuyện định hướng nghề nghiệp, chuyện cuộc sống sau này, thì không có một cái rào cản gì hết, hoàn toàn. Và trong gia đình mình á, thì nếu như mà một người nào đó vào không thể tưởng tượng được rằng là đấy là một cái hai mảnh ghép. Thế và bọn mình đến bây giờ thì sống với nhau được 8 năm, 9 năm, nhưng mà mình quyết định ngay từ đầu tôi luôn là bọn mình không có con chung. Rất nhiều người hỏi là tại sao lại không có con chung, tại sao lại mất đi một cái sự gắn kết thiêng liêng giữa vợ chồng như thế.
Thì hai vợ chồng mình cứ đơn giản thôi, là đến với nhau bằng tình cảm thì sẽ được đáp lại bằng tình cảm, đến với nhau bằng sự yêu thương thì được đáp lại bằng sự yêu thương. Bây giờ chúng mình thì có ba đứa chứ đâu phải là không có con đâu. Ba đứa rồi, và bây giờ ngoài cái việc mà vào phải xây dựng sự nghiệp, phải kiếm tiền, thì ngược lại phải dành thời gian chăm cho ba đứa bạn. Vì ba bạn bây giờ là đang tuổi dậy thì các bạn rất cần sự quan tâm của bố mẹ. Và nếu như mà có một bạn nữa ra đời, bạn nhỏ nữa ra đời, thì liệu mọi sự nó có sẽ tập trung vào đấy nhá. Tức là cái tinh thần và sức lực của hai vợ chồng sẽ phải tập trung vào bạn nhỏ. Thì ba bạn còn lại, một là mình sẽ không sao sát, thứ hai là các bạn cũng sẽ cảm thấy một phần nào đấy là các bạn sẽ bị thiệt thòi hơn. Và đây là một cái độ tuổi mà nó rất là khó. Rất cần, rất khó, khó là cho các bạn, và rất cần, cần một cái sự gọi là đồng hành của bố lẫn mẹ. Anh thật sự là em nghĩ là khán giả khi xem đến đoạn này ít nhiều gì cũng nhận ra được một cái điều rất là quý giá như anh vừa chia sẻ. Cái hoàn cảnh của anh với Thảo nó rất là đặc biệt. Mà nếu như chúng ta chỉ vì cái cá nhân của chúng ta mà sinh thêm một cái đứa chung thì chắc chắn cái việc là chúng ta sẽ tập trung lo cho đứa nhỏ. Và đôi khi nghe, chúng ta sẽ đánh rơi và sẽ bị lơ là đi những đứa con đang rất cần mình trong cái độ tuổi đó. Thật sự rất là tuyệt vời. À. Thêm nữa là các bạn cũng đã bị tổn thương một lần rồi. Có khi nào, tại vì cô này là một cô gái mà rất là đa năng, đa tài, đa đoan nữa chứ. Đó, thật ra là, và thậm chí là tham công tiếc việc, là tôi thấy cái gì cũng có mặt của cô ấy cả. Sự kiện nào cũng có cô ấy cả. Tôi thì tôi thật, em này em không nghĩ là con bé này nó hám danh. Nhưng mà em cho rằng là Thảo là một cái cô bé mà có nghĩa là rất là thích chinh phục và thích tìm những cái nơi để có được một cái điều kiện thuận lợi để chi, để phát triển không chỉ cho bản thân mình mà còn cho cả một cái thế hệ, mà đó là những cái đứa học trò của Thảo. Vậy thì những cái lúc mà Thảo rất là nhiều việc như vậy, có cái thời gian nào mà anh lại vì một cái lý do gì đó mà anh không có thể support, không hỗ trợ được cho Thảo? Ví dụ như anh Nam, em được biết anh Nam là có một cái chứng bệnh là đau lưng hay có một cái bệnh gì đó, lần trước trong chương trình anh chia sẻ đó, thì những lúc đó anh cảm thấy như thế nào, cảm thấy trong người mình như thế nào khi mà mình không thể đồng hành được với vợ mình? Đầu tiên thì cũng phải nói thật với Quốc Thuận là như thế này, cái câu mà Thuận nói Thảo không hoàn toàn là đúng, bởi vì Thảo cống hiến rất là nhiều. Thảo đến những cái sự kiện rồi chia sẻ cho các bạn sinh viên, tổ chức những cái lớp đào tạo miễn phí rất rất là nhiều. Và với đến với những sự kiện đó, thì ngoài cái việc là kết thêm bạn bè, ngoài cái việc là mở rộng thêm mối quan hệ, thì mình cũng phải nhìn nhận rằng là các anh em bạn bè, người ta có quý, người ta có trân trọng, thì người ta mới mời Thảo đến. Mới mời nữa. Mới mời nữa và mời liên tục. Chứ còn nếu không thì chỉ một lần. Một only. Đúng không ạ? Chỉ một lần. Dạ. Yeah. Và phải có sự kết nối như thế nào đó. Yeah. Thì cái mối quan hệ nó mới bền chặt. Và đến bây giờ mình tự hào rằng là mối quan hệ của Thảo với các anh em nghệ sĩ, với các anh em doanh nhân, với các anh em trong giới đào tạo là cực sâu và cực thân thiết. Có nghĩa là bất cứ khi nào Thảo chỉ cần nhấc điện thoại lên thì mọi người đều sẵn sàng là hỗ trợ, giúp đỡ, tham gia vào công việc mà Thảo muốn mời mọi người. Thì đó là một cái niềm tự hào. Bởi vì Thuận cũng biết rồi, bạn anh em xa muốn láng giềng gần, càng có nhiều bạn bè thì công việc, mối quan hệ cũng như là cái sự bám rễ của mình nơi đất mình ở lại càng phát triển. Và khi có bạn bè thì chuyện gì nó cũng đơn giản hết. Đúng không ạ? Thì đấy là một cái tài sản mà mình nghĩ là lớn nhất mà Thảo đã gây dựng được, cũng như là cái việc mà Thảo đã cho đi cộng đồng rất là nhiều, là hai niềm tự hào của mình. Còn cái việc mà mình có lúc nào hỗ trợ được cho, không hỗ trợ được cho Thảo, thì thực ra mà nói là mình luôn luôn cố hết sức của mình là hỗ trợ được gì thì cố hỗ trợ Thảo, còn nếu không được thì cũng không ảnh hưởng gì cả. Bởi vì thực ra là cái câu chuyện của mình muốn nói là việc của Thảo vẫn là việc của Thảo. Có những việc Thảo mà không ai làm được hết, và cái vai trò của mình chỉ là vai trò hỗ trợ thôi. Thì nếu mình không làm được thì sẽ có người khác hỗ trợ, chứ không phải là mình là buộc lòng mình phải có cái đó. Không, ý em đang hỏi là những cái lúc như vậy á, anh có cảm thấy anh sót không? Hoặc anh có cảm thấy là mình không làm được cho vợ mình trong cái lúc đó chỉ vì một cái lý do nào đó, có thể là vì sức khỏe hay vì một cái sự trở ngại nào đó từ phía gia đình ở ngoài Bắc, hay lại khác là rất là nhiều những lý do. Tức ý là, anh đang nói vậy đó. Tức là như thế này, bọn mình không có chuyện đó. Vì sao? Thứ nhất là gia đình hai bên rất là ủng hộ công việc. Còn Thảo thì là một người mà như Thuận nói đó, là đa tài và đa dây năng. Có nghĩa là cô ấy không bao giờ muốn ngừng làm việc. Thuận cứ tưởng tượng là nếu mà cho cô ấy nghỉ một ngày thì được. Một ngày thôi, một ngày nghỉ thôi. Nhưng mà bắt đầu nghỉ đến ngày thứ hai, nghỉ đến ngày thứ ba mà không có việc gì làm thì
Thảo sẽ không chịu nổi. Mà không phải là làm một việc đâu, Thảo lúc nào cũng phải ba việc. Một lúc nào cũng phải ba việc. Đó thì còn câu chuyện mà mình không hỗ trợ được thì mình cũng chẳng áy náy. Bởi vì là sao? Bởi vì là lúc đấy là do sức khỏe của mình. Thứ hai là do công việc của mình, chứ không phải là mình lười, không phải là mình chối, không phải là mình ngại khó mà đầy đủ để cho vợ cả. Còn Thảo thì cũng không phải là bắt buộc phải làm việc, mà Thảo yêu thích những việc Thảo làm. Đó là điều khác nhau. Thảo yêu thích những việc Thảo làm, cho nên bất cứ việc gì Thảo làm, Thảo đều không thấy mệt mỏi. Còn nếu như mà việc mình bắt buộc mình phải làm thì nhiều khi mình sẽ cảm thấy nặng nề, nhưng mà Thảo là khác. Những lúc mà Thảo và anh á có những cái dấu hiệu mệt mỏi thì hai anh chị thường sẽ làm gì để vượt qua? Làm gì để vượt những qua? Cái lúc mà mệt mỏi và chán nản. Ờ, mệt mỏi và chán nản. Thí dụ như là mấy năm dịch đó, hai năm dịch đó. Ví dụ thế, thứ nhất á, mệt mỏi á thì với Thảo á, Thảo một cách đơn giản nhất là Thảo chỉ cần ngủ. Thảo chỉ cần ngủ đủ giấc thôi. Nếu mà làm việc liên tục mệt quá thì chỉ cần cho Thảo ngủ thêm nửa ngày là Thảo sẽ lấy lại được năng lượng. Thảo giỏi lắm. Có nghĩa là chỉ cần ngủ đủ giấc thôi là lại năng lượng, lại tưng bừng, không có vấn đề gì cả. Còn mình thì mình có thể là cái phần tích cực không bằng Thảo. Và mình sức khỏe thì kém hơn Thảo. Nhưng mà lúc nào mệt thì mình nghỉ thôi. Chứ mình dứt khoát là mình không có làm cố gì cả. Cho nên là cái việc mà cái mệt mỏi về thể chất thì nó cũng dễ dàng. Còn chán nản về tinh thần á, thì gần như là bọn mình cuộc sống luôn có tiếng cười. Còn như cái đợt dịch á, cũng là một cái kỷ niệm rất là đáng nhớ. Đợt dịch thì bọn mình không ở đây. Mặc dù cái hẻm của mình thì Thuận vào cũng thấy rồi, rất là an ninh và có khóa cổng ở ngay bên ngoài. Thì khi dịch là khóa ngay cổng, ngay từ ban đầu luôn, cách ly hoàn toàn cái chỗ này ra luôn. Và trong này thì mọi người còn phân nhau ra để đi tập thể dục. Có nghĩa là nhà này một tiếng, nhà sau một tiếng, vẫn được tập thể dục bình thường. Và bọn mình còn gửi rau quả về là cả xóm này chia nhau. Và hàng xóm cũng thế, rất là chăm chút cho nhau. Thì cái đấy cũng là hạnh phúc của mình. Nhưng mà cái đợt dịch thì lại là mình không ở đây, mà mình đưa cả nhà ra Nha Trang. Đưa cả nhà cha, và ngoài đấy có nhà anh bạn, thì bọn mình ở ngoài đấy 4 tháng liền. Trời. 4 tháng liền. Nhưng mà anh Thảo rồi con gái, với hai đứa con anh. Rồi, đi ra hết luôn. Hết luôn. À, ra hết luôn. Cái đó nói rồi trên vần son hả? Nhiều khi không nhớ. Cái đó bữa trên vợ chồng son anh Nam nói rất là nhiều về cái vấn đề với con bé con á, con bé gái của con Thảo á, tức là anh chăm sóc nó như thế nào và thậm chí làm rất là một người rất là tâm lý. Trên nhắc lại một tí hả? Rồi, ok. Cho nên anh em đừng tân Thảo lên quá và đừng chia. Không tân nhá. Không phải, không tân. Tất cả những cái là nãy giờ là mình nghe là tất cả là một cái chiều. Tức là thuận lợi tất cả mọi thứ, ý chí và năng lực của ấy. Nhưng mà cái điều mà khán giả rất muốn biết là những cái lúc, có nghĩa là những cái ở một cái chiều khác của Thảo. Không có chiều khác. Mình thề luôn á. Tất cả nói thề là tôi thật luôn. Thảo không bao giờ chán nản. Không bao giờ bị depressed hết. Không bao giờ kêu ca bất cứ một cái gì hết. Cái này là mình nói thật chứ mình không hề. Nó khó khăn từ vì gia đình. Bọn em là tại sao Thảo được sự mạnh mẽ như vậy? Thảo được tôi luyện qua những cái. Đúng rồi. Ok. Dạ. Đó. Để Thảo cảm nhận được và không bao giờ đó mình không cảm nhận được. Cảm nhận từ câu chuyện của mình lên. Ok. Thế thì bây giờ phải đặt câu hỏi tại vì mình. Ok rồi. Tại vì là mình không biết là cái gì nói rồi cái gì nói lại để lập đấy đó. Không sao không sao cả. Những cái gì mà em đã anh đã nói rồi là em không hỏi. Em rất muốn biết là với những cái lúc mà Thi Thảo á, gặp những cái khó khăn á, gặp những cái khó khăn, tại vì chắc chắn là sẽ có khó khăn. Đúng rồi. Vậy thì cái điều gì mà giúp cho Thảo để mà trở nên là mạnh mẽ hơn và có thật là nhiều để năng lượng để tiếp tục thực hiện những cái công việc, thực hiện những ước mơ của mình? Câu hỏi của Thuận rất là hay, bởi vì là bản thân mình á, tìm rất nhiều lần tìm cách để giải đáp câu hỏi đó. Bởi vì mình chưa thật sự, trên đời này mình chưa bao giờ gặp một người nào mà nhiều năng lượng như thế và không bao giờ than phiền với cứ khó khăn gì. Bởi vì Thảo có một cái câu nói mà mình rất là thích. Thảo nói là cuộc đời này là một chuỗi các vấn đề xảy ra. Vậy thì với vấn đề chúng ta sẽ nhìn nhận vấn đề là vấn đề đó có giải quyết được hay không? Đó là chuyện đầu tiên. Nếu không giải quyết được, bỏ qua. Nếu giải quyết được thì tập trung vào giải pháp chứ không phải tập trung vào vấn đề. Yes. Đó là một cái cách gọi là mình rất phục Thảo cho đó. Và nhìn lại quá trình cuộc sống của Thảo á, thì có lẽ mình nghĩ là do cố lăn lộn từ rất là sớm. Ngay từ hồi đại học là Thảo đã bươn trải một mình lên Hà Nội sống, tự kinh doanh, tự kiếm tiền nuôi thân,
chứ bố mẹ không phải chi trả bất cứ khoản gì cả, là từ bắt đầu từ đại học rồi là hoàn toàn tự lập hết một mình. Và sau đấy thì Thảo làm kinh doanh rất là vất vả, có nghĩa là đi khắp nơi để gặp khách hàng và đã đạt được thành công rất lớn ở tuổi 27 rồi. Lúc đấy là Thảo đã có một cái chuỗi đại lý phân phối hàng rất là lớn ở phía Bắc, và để có được cái thành công đó thì Thảo đã phải lăn lộn gần 2 năm trời, là liên tục đi tỉnh này tỉnh khác, liên hết tỉnh này khác. Và mình nghĩ đó chính là cái tôi luyện cho Thảo trong suốt quá trình đã tự lập từ rất là sớm. Và thứ hai nữa là đã gặp quá nhiều người, gặp quá nhiều hoàn cảnh để có thể vươn lên, để có thể đạt được thành công. Yeah. Đó, thì chính là cái nguồn sức mạnh để mà khi bước vào Sài Gòn thì Thảo có một nguồn năng lượng mạnh mẽ như thế. Yeah. Anh Nam có biết không, cái cuộc sống mình nó thật ra ai cũng biết đây là trong cái giai đoạn rất là khó khăn, và sắp tới nó sẽ còn khó khăn nữa. Mọi thứ dường như là nó chưa có một sự ổn định, nhất là về cái ngành của Thảo, ngành truyền thông, trong đó có Quốc Thuận luôn. Mình đã cảm nhận, và đây bằng chứng thật là trong năm nay Quốc Thuận phải nói là gặp rất là nhiều những cái khó khăn trong công việc, trở ngại luôn, và sắp tới sẽ còn điều gì xảy ra nữa, đúng chưa? Vậy thì với anh em, nếu như còn những cái điều gì mà anh chưa làm được cho Thảo, hoặc là anh mong muốn làm cho Thảo, thì đó là những điều gì? Chưa làm được và mong muốn làm được thì thực sự rất là nhiều. Đó. Không, vì... một vài cái chủ thể thôi. Đó. Một vài cái chủ thể thì cũng quay lại một chút cái câu hỏi của Thuận là khi mà mệt mỏi thì làm gì? Thì bọn mình có một cái sở thích chung với nhau, đó là đi du lịch. Du lịch. Thì mình còn một ước muốn là đưa Thảo đi du lịch vòng quanh thế giới mà chưa làm được. Lý do là gì? Lý do là dịch đã làm cho mọi thứ nó thay đổi hoàn toàn. Yeah. Công việc nó cũng lại thật sự là lại phải bắt đầu lại. Tức là cả một quá trình xây dựng, đến khi trước dịch thì tưởng như rằng mọi việc nó đã vào buồng rồi, nhưng mà đến dịch thì nó lại gần như là bắt chúng ta lại làm lại từ đầu hết. Rồi bây giờ kinh tế thì đang rất là nhiều thứ. Đúng rồi. Thế cho nên là anh ơi thôi, đừng có đi vòng quanh thế giới, nó tốn tiền dữ lắm anh ơi. Thôi đi một vài nước thôi. Đây là đợt vừa rồi, hè vừa rồi mình, mới... Mình nói lại đi anh. Nói lại với bà xã. Nên là chưa đi kịp cả thế giới. Thì hè vừa rồi cách đây mấy tháng thôi. Thế thôi cả nhà cũng đi xuyên Việt. Ok, thôi được rồi. Đó, đi hết nước Việt Nam. Rồi đi một vài nước. Đó, rồi còn cái gì nữa không anh? Anh nghĩ là muốn đưa Thảo đi du lịch thế giới nè. Lại còn cái gì nữa không? Thực ra thì đấy là một cái mà một ước mơ lớn trong nhiều ước mơ nhỏ. Bởi vì trong cái lúc mà du lịch thế giới á, thì sẽ có rất rất nhiều điều mà mình có thể làm được cho Thảo. Ví dụ như là có thể đưa Thảo đi thăm bạn bè của mình và Thảo ở khắp nơi trên thế giới. Đi đến những nơi mà mình đã từng đi qua mà Thảo cũng rất là thích. Rồi là đi những cái địa điểm mới mà bọn mình chưa bao giờ được đến nhưng mà Thảo rất thích đến. Ví dụ như là kiểu chạy câu chẳng hạn. Thì những cái đấy là vừa có cũ, vừa có mới, vừa có gặp gỡ bạn bè, vừa có gặp gỡ những đối tác. Thì đó là một điều mà, một ước mơ thôi nhưng mà nó chứa cả trăm điều trong đó. Trời ơi, nhiều quá. Ok, em cũng mong là hai vợ chồng sẽ sớm có được những cái chuyến đi. Thật ra không mong gì là đi cả hết cả thế giới. Trời ơi, nó nhiều tiền dữ lắm. Mà nó thật thẳng thắn luôn, rất là nhiều tiền. Nhưng mà sẽ đi được rất là nhiều nơi để có thể là hai vợ chồng sẽ có rất nhiều điều kiện để mà gặp gỡ bạn bè và khám phá rất là nhiều nơi nha. Rồi, cảm ơn Quốc Thuận nhiều. Gì nữa? Gì? Em cần sự lắng của hai chồng. Em nói cả về như là quá trình mà lúc hai người bắt tay vào đây trắng thì em phải kể thêm câu chuyện của chị Thảo là phải cố gắng làm như thế nào, chi tiết là lúc đây. Và lúc đó có sót hay không? Có những cái sót vợ hay không để không phải. Ok. Rồi, cái lúc mà hai vợ chồng bắt đầu sự nghiệp ở tại thành phố Hồ Chí Minh thì chắc chắn là Thảo vất vả, anh cũng sẽ có nhiều những cái khó. Và cái điều mà em nghĩ nó khó đó, đó là cái gì? Là hai vợ chồng mới về ở với nhau, nó còn nhiều thứ lắm. Chính xác. Con anh, con em. Đúng rồi, chính xác. Rồi công việc thì chưa tới đâu. Thì những lúc đó nó như thế nào anh? Thực ra thì mình nói là duyên trời và cũng rất là may mắn là khi về với nhau á thì cả hai gia đình đã thương yêu rồi. Con cái đã gần như là không có vấn đề gì rồi. Thì lúc đấy hai vợ chồng chỉ có tập trung vào việc làm kinh tế thôi. Và mình có chia sẻ lúc đấy là bọn mình bắt đầu khi mà Thảo bước vào á thì bọn mình có mở cái nhà hàng Nhật. Thì lúc đấy là mình vừa đi làm vừa đi phụ vợ, có nghĩa là ban ngày thì mình làm việc ở cơ quan và chiều tối thì về thì chạy về phụ vợ. Thảo thì cũng không phải là trực tiếp ở đó bởi vì mình không có chuyên môn. Chúng mình không có chuyên môn mà Thảo nhiệm vụ quan trọng nhất là gì,
Thảo nhiệm vụ quan trọng nhất là marketing, là đưa khách đến đó để anh em bạn bè đến. Thế thì cái việc mà tìm khách đến để đưa đến nhà hàng đó, nó cũng không hề đơn giản, bởi vì lúc đấy là mình mới vào mà đâu có nhiều nguồn khách đâu. Đúng rồi. Rồi thêm nữa là gì, thêm nữa là phải quản lý nhà hàng, thì hai vợ chồng phải chia nhau ra. Khi mà mình không có mặt ở đấy thì Thảo phải đứng ra để quản lý, tức là giám sát thôi, còn quản lý thì mình phải thuê bạn quản lý rồi, nhưng mà vẫn phải có mặt hai vợ chồng. Lúc đó là đã có nhà chưa? Lúc đó là cũng may mắn là cũng mua được cái chung cư nhỏ nhỏ bên quận 4 rồi. Yeah. Đấy, thì còn mình mở ở cái quán ở dưới quận 6. Trời. Thì cũng thực sự là cũng phải nói là cũng nhờ anh em bạn bè. Ừ. Có nghĩa là anh bạn anh có một cái nhà, có một cái mặt bằng, anh đang kinh doanh như thế thôi. Ừ. Thì muốn mời là hai vợ chồng về mở cái cửa hàng sushi để tận dụng cái mặt bằng. Ừ. Thế cho nên là mình cũng bớt được phần nào cái chi phí rồi, khá là nhiều. Thế cho nên mới mở được. Chứ còn nếu mà thực sự mà thuê một cái mặt bằng mà để làm thì không thể làm nổi đâu. Thế cho nên mình mới nói là tại sao mà anh em bạn bè lại quan trọng như thế. Thế thì khi mình mở ra thì địa điểm thì thuận lợi, rồi bạn ấy thì lại là quản lý cái phường đó. Thế nên là cũng có được có một số lượng khách để đưa đến. Thế nhưng mà vất vả lắm, thực sự là làm hàng ăn thì vô. Thật ra em chỉ suy nghĩ thôi, anh đi làm, mà Thảo thì trông coi cái quán. Em nói ngay cả cái chuyện mà đưa đón con đi học thôi, nó cũng là cả một vấn đề. Mình thì lại may, tức là cái công việc nhà thì lại có ông bà ngoại vào cùng. À trời ơi, ông bà ngoại là trong cái việc nhà. Rồi cả đưa các cháu đi học thì các cháu là nó cũng tự đi được, rồi ông bà đưa đi. Thế nên là gần như là cũng không phải lo về chuyện đó lắm. Ừ. Thế chỉ cực nhất lúc đấy là đấy hai. Nhưng mà tại sao không làm cái quán đó nữa? Ở sau một thời gian, đó sau khoảng 6 tháng á, thì cái lượng khách mặc dù là có nhưng mà cũng không được. Tại vì sushi tốn kém dữ lắm. Với cả thứ hai nữa là có lẽ là cái khu vực đấy người ta không quen với sushi. Khu đó khu người Hoa. Khu người Hoa. Nhưng mà mình với Thảo thì lại có một cái suy nghĩ thế này này, là nhiều khi cái khu người Hoa mình mở sushi thì mình lại đã lại là thắng, tức là nhiều khi là đi ngược với quan điểm của mọi người. Thì thử xem như thế nào. Bởi vì còn nếu mà mình lên quận nhất ăn sushi thì nó bình thường quá, và với cả là sushi bên quận nhất thì họ phải đầu tư rất là nhiều và sang trọng. Thế cho nên là cũng là một cái thử nghiệm trong cuộc sống. Để xem là cái khả năng điều hành quản lý của mình như thế nào, một phần là văn hóa ẩm thực khu đó rồi. Và em nói là chỉ có ăn đồ Hoa thôi. Và thêm nữa là gì, và mình mới tóm lại là thôi thì không có duyên với cả lĩnh vực ăn uống để chuyển sang lĩnh vực nghệ thuật. Thì lúc đó lỗ nhiều không? cũng khá khá. Rồi ok. Thôi vậy được rồi. Lấy cho anh thêm một số cái chi tiết á, cái tài của anh Nam á, lấy cái đặc tả. Đấy, cái tay của anh Nam máy riu đó, về dựng vô cafe lắm á. Cái tay Nam cứ để bình thường, cứ nói chuyện bình thường á, ngay luôn. Lấy cái tay tao coi, cái tay tao đẹp cũng chết mà không lấy, quỷ. Còn anh nói những gì về chị Thảo á là hoàn toàn thật. Chứ không có mua đi phê gì đâu, không có. Tại vì là nhiều khi ví dụ như lên vợ chồng son á, thì có những anh chị mới nói á, không phải là vợ chồng son đâu, mà chương trình khác nữa, thì nói là hai vợ chồng không bao giờ cãi nhau. Thì nhiều người cười khẩy. Đó, người xem xong người ta cười khẩy, người ta bảo là vợ chồng này sang, tại vì vợ chồng mà không bao giờ xô đẩy thì không có chuyện. Nhưng mà thật sự nó là như thế. Trước đây khi mà thời gian tìm hiểu nhau á, thì có chuyện này chuyện kia, nhưng mà sau khi mà đã xong rồi, đã về ở với nhau thì hoàn toàn không có chuyện đó. Đó, hay không? Tại vì là về bản, về cơ bản á, là anh chị giống nhau đến khoảng 89%.